Kính mời quý vị dâng ngày cho Chúa qua 5 phút suy niệm và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, được biên tập bởi Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày 13, Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống. Bạn tự hỏi, thần khí có thiếu vắng trong gia đình bạn không? Thần khí có thiếu vắng trong nơi làm việc của bạn không? Thần khí có thiếu vắng trong khu phố của bạn không? Sau đó, bạn được mời gọi thực hiện hai điều này. Thứ nhất, khẩn nài Chúa Thánh Thần để Ngài hiện diện ở đó, trong mỗi người và trong mỗi công việc, bằng cách trở lại để điều khiển sự đối thoại, lòng nhiệt thành, sự bình an và niềm hân hoan. Nhưng như thế chưa đủ để cầu nguyện, bởi vì Chúa Thánh Thần không muốn chúng ta thụ động. Cần phải có sự hợp tác từ phía chúng ta, vì Ngài đã ban tặng nhiều khả năng để thay đổi mọi thứ, như trí tưởng tượng, những nỗ lực con người, những cử chỉ mà chúng ta có thể thực hiện, những lời mà chúng ta có thể nói. Chúa Thánh Thần muốn bạn thành công cụ của Ngài. Như Thánh Francisco Assisi đã nói rằng, bất cứ nơi nào có thù hận, hãy đem yêu thương. Nơi nào có tội lỗi, hãy đem tha thứ. Nơi nào có buồn phiền, hãy mang niềm vui. Và nơi nào có bóng tối, hãy đem ánh sáng Thánh Linh của Ngài. Gian khát khao mong chờ nguồn suối thánh ân, lạy Thánh Thần mến yêu, xin Ngài ngự đến giữa lòng nhân thế đang thiết tha chờ mong phúc ân của Thánh Thần. Xin hãy đến lạy đấng thánh hóa tâm hồn, thắp sáng lên trong con ngọn lửa hồng. Dẫn con giữa đường đời gian nan, là bao thiên tha mong Ngài giữa chúng con, lạy Thánh Thần mến yêu. Xin Ngài hiệp nhất muôn người muôn nước, liên kết trong tình cha khắp nơi mùa thái hòa.